Mình đang hàn cái giá treo bim bim dùng sắt vuông 14. Đây, mình dùng cái lấy cái mũi khoan 3.5, mình khoan thủng xuyên xuyên lỗ từ bên này sang bên kia. Xong tí nữa mình hàn bên này, xong tí nữa mình đu một thanh sắt sang lỗ còn lại, hàn hai mặt này để treo cho được nhiều. Đây, sau khi đã hoàn thành thổi sơn lên treo được hai bên luôn.